Hello cả nhà nha. Nhà nhìn thấy cái này biết gì không cả nhà? Ốc. Quá nhiều không cả nhà? Ốc này mình không phải bắt ăn nha cả nhà. Ốc này là mình làm mồi nha cả nhà. Đó, bữa nay là mình chơi món lạ nè cả nhà. Nói nó vô. Hả? Nói đặt nó vô. Đó, mình chơi lạ nè. Đồ nghề bữa nay là mình đặt cái ống vừa nha cả nhà, thử nghiệm lần đầu. Đặt bằng mấy chai nhựa. Đó, bây giờ mình chuẩn bị đập mồi nha cả nhà. Bỏ vô. Ốc là giờ mình đập ra xong bỏ vô cái chai xong mình đi đặt. Còn Ninh đó là đang làm bẫy chuột nha cả nhà. Đang sửa lại cái bẫy chuột tối nay là đặt chuột dừa. Lót dưới chúng mình hốt lại luôn cái rồi. Đúng là đặt cọc mà mới nhả nha cả nhà. Mà cọc bắt lâu lắm. Cọc nó để bữa nào mình bắt mình rang me cho cả nhà. Nấu cháo cọc. Ốc nó hấn cứng hơn cục bê tông nữa nè. Được chứ bộ. Được ngắt luôn á. Cả nhà thấy gì không? Máu chưa gì mà đổ máu cả nhà. Được khổ cả vậy nha cả nhà. Nhà ủng nhớ ủng hộ mà mình đây mạnh mạnh nha. Cạo miếng cái cà đắp vô hết à. Miếng dừa. Thank you.
Hả? Đằng kia kìa. Đâu? Kia kìa, đường nước kia kìa. Quay vô á, quay vô á. Bên đây cái nữa. Còn bên đây khỏi đi. Nó bên đây ngon á. Nãy đem mấy cái này à? Trời, ta kêu đem hai cái. Tính ra chút đặt hai chỗ tập vừa mấy bả đó. Mất công khỏi quá. Chắc đã trồi mất tiêu rồi quá. Để sáng thì gió lập nữa nha. Xích ra ngoài đây nè, trái dừa. Ui, cái này không? Cái này là... Sao biết? Có, bảo đảm biết nghe. Có khỉ, có gì? Có giả gì đâu. Cái đuôi rồi. Cái đuôi gì? Đuôi ngốc. Đuôi con ngốc á. Đây, khó ăn quá nè. Nó ra đó, ăn vô ra đó. Để lâu quá à. Ghim lại chỗ nào đó đi. À, về luôn, xếp về luôn à. Về đây ghim giờ nước đang động rồi. Còn tép cũng có thể vô đó tại. Tôm vô, sống vô. Không ghê chứ. Thôi, mới sáng lạnh, dạ. Đây, buổi sáng thì dở mấy cái chai đặt cám vừa cái nhà đi giả chuột luôn nha, cái nhà không hợp chuột không có rồi đó, qua nói quá trời sao nó dám vừa ăn. Gà ba rồi, thằng nào lấy em rủi đấy ta. Giật tù lá à. Có hẹn cái này. Có hẹn. Có không? Có. Mấy con. Mấy này ta giả sao đi chút về tới. Đâu cả con chiếu. Còn hai con vậy? Hai con. Lấy nét luôn. Nó nước nó học chảy. Đi xa giả trước đi. Nó quăng quăng dậy lại hả? Ừ. Đây có đặt không? Có luôn. Đâu? Có. À. Đặt mấy bên đây, em đặt. Bên đó. Lội nữa hả? À, anh lội đi. Mới sáng lạnh chết, lội cái gì? Thì nãy vô đó, nhưng mà ít thôi. Có không? Hôm qua thấy nó ụp mà, qua là dở là dính luôn rồi. Trời lạnh rồi, cá cỏ hết đi ăn. Hết rồi, có đâu.
Không có. Không rồi, qua la quá trời nó không vô. Ba con này hôm nói là nó không ăn đâu. Đợt nãy ra được 4 con rồi. Đặt đặt chưa có kỹ thuật. Cái gì? Không với mấy chỗ mà nước chảy xiết quá các bạn, nó vô lắm. Nước mà mình chưa người ta bảo đặt chưa có kỹ thuật đi. Nghe này tôi đặt trong bọc dừa trong kia dễ ăn hơn không? Đặt đây rồi nhìn là biết không có đặt trong bọc dừa kìa. Chỗ đó nó trống quá. Đây là có chắc luôn. Không có là mồi không chạy. Có không? Mồi không chạy. Xong hả? Còn nó hết rồi. Đây giả rồi. Trong đâu? Qua mấy cái mà. 10 cái. Vậy 9 cái hả? Giả hết rồi đó. Trong rỗng đâu đặt cái nào? À trong đây. Có con gì nó lội lội vậy đó. Xì luôn. Đây đặt cám dừa, đây đặt mồi cám với mắm linh đó. Đất này đặt ốc. Ngân video luôn.